Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ hai 30 tháng 6 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Cầu thang trượt bung bất ngờ, Figure United đáp khẩn. Khủng hoảng an toàn của xe GM thêm trầm trọng. Trung Quốc bắt một cựu tướng vì tội tham nhũng. Sau đây là phần tin chi tiết. Một cầu thang trượt trong trường hợp thoát hiểm đã bất ngờ bung ra bên trong một phi cơ của United Airlines khi đang trên đường bay từ Chicago đi California, khiến cho phi công phải đáp khẩn cấp xuống tiểu bang Kansas, theo tin từ hãng hàng không United. Một hành khách đi trên chuyến bay này, ông Mike Schrader, cho hay đang bay đến quận Orange County, tiểu bang California vào chiều tối ngày Chủ nhật, thì đột nhiên nghe tiếng xì rồi sau đó là tiếng bể tung. Ông quay đầu lại thì thấy chiếc cầu thang trượt di tản khẩn cấp thường sẽ được bung ra bên ngoài cửa phi cơ trong trường hợp cần thoát hiểm, đang phồng lên bên trong khoang phi cơ. Các giới chức hãng United Airlines cho hay trong bản thông cáo ngày thứ hai rằng không ai trong số hành khách đi trên chuyến bay 1463 bị thương. Hành khách đã giữ bình tĩnh và dùng điện thoại di động của họ để chụp hình sự kiện. Phi công của chiếc phi cơ Boeing 737-700 sau đó loan báo với hành khách là sẽ đáp xuống phi trường Mid-Continental Airport ở thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Phát ngôn viên của United Airlines có trụ sở đặt tại Chicago cho hay cả 96 hành khách được cung cấp phòng khách sạn và sẽ rời Wichita vào sáng ngày thứ hai để đến California. Phát ngôn viên của cơ quan điều hành hàng không liên bang cho hay các điều tra viên sẽ được gửi tới Wichita, nhưng cuộc điều tra sẽ mất nhiều tuần lễ mới xong. Một chiến dịch bài trừ tham nhũng do Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng đã bắt một giới chức cao cấp nhất hôm thứ Hai khi một cựu tướng lãnh nhiều quyền uy bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản cầm quyền để bị truy tố ra tòa. Có ba giới chức cao cấp khác, kể cả một thứ trưởng công an cũng bị trục xuất khỏi đảng để bị truy tố tội tham nhũng. Tướng Từ Tài Hậu, một cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan kiểm soát quân đội Trung Quốc, bị cáo buộc là nhận tiền và tài sản để đổi lấy việc đề bạt thăng cấp cùng các ân huệ khác. Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012 đã hứa sẽ diệt trừ tham nhũng đang làm dân chúng Trung Quốc bất mãn và đe dọa đến quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng có vẻ nhằm vào việc vô hiệu hóa một cựu viên chức cao cấp là Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Công an. Chu từng là ủy viên Ban Thường trực Bộ Chính trị và từ chức năm 2012 khi có việc chuyển quyền cho thành phần lãnh đạo mới. Những người vừa bị trục xuất khỏi đảng đều là thành phần thân cận với Chu, cho thấy Tập Cận Bình cũng đang chuẩn bị để đẩy luôn Chu Vĩnh Khang ra khỏi đảng. Có tin đồn chưa được kiểm chứng là Chu cũng đang bị quản thúc. Vụ ông Từ Tài Hậu đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi có cuộc cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến 1976, có việc bắt một tướng lãnh cao cấp như vậy. Từ Tài Hậu từng là sĩ quan cao cấp nhất và chỉ dưới có cựu chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, người cũng giữ chức chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tập Cận Bình phải thuyết phục Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, người được coi là đỡ đầu cho nhóm Chu Vĩnh Khang, để bắt Từ Tài Hậu. Cuối cùng là tin khủng hoảng an toàn xe của hãng General Motors trở nên tệ hại hơn khi công ty thu hồi thêm 8 triệu 200 chiếc xe hôm thứ Hai cũng từ khuyết điểm ở công tắc khởi động máy. Đợt thu hồi mới nhất này liên quan đến các xe tầm trung kiểu cũ, đưa đến tổng số xe mà GM thu hồi lên đến 29 triệu chiếc, vượt qua con số 22 triệu xe thu hồi của bất kỳ hãng nào hồi năm ngoái. GM cho biết những kiểu xe ảnh hưởng đến trục trặc kỹ thuật này gồm Chevrolet Malibu từ đời 1997 đến 2005 và Cadillac CTS từ năm 2003 đến năm 2014. GM nhìn nhận có đến 3 vụ dẫn đến tử vong, 8 vụ thương tích và 7 tai nạn liên quan đến các xe nói trên, mặc dù chưa có chứng cứ kết luận các tai nạn đều do công tắc điện. Loan báo thu hồi mới nhất cho thấy khủng hoảng của GM trầm trọng thêm, khởi đầu từ hồi tháng 2 với việc thu hồi 2 triệu 600 chiếc xe nhỏ trên khắp thế giới. Các xe được thu hồi có công tắc bị nhảy bất thần từ vị thế run sang accessory, khiến cho xe bỗng dưng bị tắt máy, làm các bộ phận tay lái tự động và thắng trở nên bất hiển dụng, mà kết quả là tài xế không còn điều khiển xe được nữa. Ngoài ra, túi hơi an toàn cũng không bung ra khi có tai nạn.
GM từng buộc phải thú nhận có biết đến vấn đề trục trặc từ trong hơn 10 năm qua, nhưng đợi mãi đến năm nay mới chịu cho thu hồi các xe liên hệ để sửa chữa. Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày thứ Hai 30 tháng 6 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.